Thưa quý vị, tháng 8 và 8 tháng năm 2022, tổng sản lượng thủy sản tăng 1%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng trên 15%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,6%, kim ngạch xuất khẩu tăng 40,6%, số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng, số vốn đăng ký tăng gấp 3 lần. Số lượng khách du lịch cũng tăng trên 37% so với cùng kỳ. Đó là những kết quả nổi bật được nêu tại phiên họp kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội tháng 8, 8 tháng và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau tổ chức diễn ra vào chiều nay theo hình thức trực tuyến. Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quỳnh Quốc Diệt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Giang Bi chủ trì hội nghị. Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh những tháng đầu năm được nhận định vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Thiên tai diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt mưa lớn, dông, lốc xoáy, sóng lớn trên biển đã gây nhiều thiệt hại về tài sản cho người dân. Thu ngân sách nhà nước giảm trên 13%, số dự án và tổng vốn đầu tư các dự án mới còn thấp so với năm 2021. Tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công chậm so với kế hoạch chỉ mới đạt trên 42%. Một số công trình dự án đầu tư tư nhân chưa đảm bảo tiến độ thực hiện theo quy định. Sản lượng khí thương phẩm giảm 25%, sản lượng điện sản xuất giảm 30,9% so với cùng kỳ. Số ca mắc COVID-19 có xu hướng tăng cao trở lại, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát dịch bệnh trong toàn tỉnh. Trước tình hình đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quỳnh Quốc Diệt chỉ đạo các đơn vị địa phương có giải pháp cụ thể, khắc phục ngay những tồn tại hạn chế, xác định rõ những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, tích cực huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong tổ chức triển khai nhiệm vụ ở từng ngành, từng lĩnh vực, địa bàn phụ trách. Các dự án đã đang triển khai thì là tiến độ thi công của các nhà thầu cũng chậm. Đúng là có lý do là do là nguồn vật tư này kia khan hiếm rồi giá cả lên cao. Nhưng báo chí cái này thì chúng ta không thể là đổ cho cái này được. Nếu đổ cho cái này thì là như thế thì các dự án chả lẽ dừng lại hết à? Không được. Tôi nói nếu mà mình chậm á, thì sắp tới các dự án được như đường cao tốc nè, một loạt cái đường cao tốc triển khai á, là cái tình hình nó là khan hiếm vật tư là càng khó khăn. Đấy, vì vậy tôi đề nghị các chủ đầu tư chúng ta là phải là quyết liệt trong cái việc này, tập trung tối đa cái là nguồn lực rồi làm việc với các nhà thầu rồi là các sở ngành và kiên quyết phải là xử lý nghiêm mới được trong cái việc là các nhà thầu mà cố tình là không có cái lý do khách quan trong cái việc để chậm tiến độ. Đồng chí Quỳnh Quốc Diệt chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất theo hướng ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường, vận động khuyến khích người dân tích cực tham gia bảo vệ nguồn lợi thủy sản, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật trên lĩnh vực này, đồng thời chủ động các giải pháp ứng phó thiên tai sạt lở, phấn đấu hoàn thành kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đảm bảo thực chất, bền vững. Liên quan đến cái việc giá dầu là tăng là một, hai là khan hiếm giá dầu đó. Thì tôi đề nghị Sở Công Thương, mình thấy cái nhu cầu mà mình thiếu hụt cao, cần phải là nguồn cung lớn, đặc biệt là khả năng là đứt gãy cái nguồn cung liên quan đến các cái doanh nghiệp mà là bị cắt cái quyền mà mua cái nhập khẩu từ nước ngoài đó, không cung được cho các đại lý ở tại tỉnh ta đó, thì là mình phải kiến nghị tăng cường là phải bổ sung cái lượng của các đơn vị khác để hỗ trợ cho mình, không để là thiếu hụt. Ngoài ra, đồng chí Quỳnh Quốc Diệt còn chỉ đạo ngành chức năng có liên quan tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt là các mặt hàng bánh kẹo phục vụ Tết Trung Thu. Tiếp tục khuyến cáo người dân không chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Khẩn trương hơn nữa, việc tiêm vaccine phòng COVID-19 đảm bảo an toàn, khoa học, hiệu quả. Thực hiện việc kiểm tra, rà soát các khoản thu đầu năm học và vấn đề dạy thêm, học thêm, triển khai thực hiện tốt công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022, đảm bảo chính xác, khách quan, đúng quy định. Chiều nay, đoàn công tác do Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang làm trưởng đoàn có buổi giám sát về việc thực hiện nghị quyết số 25 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tiếp và làm việc với đoàn,
có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Thành Ngãi, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Thanh Triều, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Dương Quỳnh Khải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Luân. Thời gian qua, việc triển khai nghị quyết số 25 tại tỉnh Cà Mau đạt nhiều kết quả thiết thực, từ đó nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy chính quyền về lãnh đạo công tác thanh niên. Cụ thể, tỷ lệ thanh niên được giáo dục nghề nghiệp và kỹ năng nghề nghiệp chiếm khoảng 70%. Tổ chức sàn giao dịch việc làm mỗi quý một lần thu hút hơn 1.000 lượt đoàn viên thanh niên. Tổ chức đoàn thường xuyên được củng cố, tuy nhiên so với năm 2008, tổ chức đoàn cấp cơ sở giảm do giải thể tổ chức đoàn ở khối ngành, lĩnh vực vì không còn nguồn đoàn viên. Hàng năm, tỷ lệ tổ chức đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 89% trở lên. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Thành Ngãi đề nghị Trung ương đoàn cần tiếp tục tham mưu xây dựng nghị quyết, có những chương trình hành động hiệu quả để chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh niên. Đồng thời, đề xuất xem xét nghị quyết số 25 xác định mục tiêu đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên từ đoàn viên, phấn đấu đạt tỷ lệ ít nhất 70% đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên, tỷ lệ trên là khá cao. Về quy định cán bộ đoàn có thời gian công tác đoàn hội đội từ 3 năm liên tục trở lên và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Khi thi tuyển công chức được cộng điểm ưu tiên theo quyết định số 289 ngày 8 tháng 2 năm 2010 của Ban Bí thư, cần có văn bản hướng dẫn cụ thể để địa phương thực hiện. Bí thư Ban Chấp hành Trung ương đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang ghi nhận những ý kiến đề xuất của tỉnh Cà Mau, đồng thời lưu ý địa phương tiếp tục xây dựng, cải tạo, nâng cấp hệ thống nhà thiếu nhi, các thiết chế dành cho thiếu nhi, nghiên cứu giải pháp để lực lượng thanh niên đi làm ăn xa trở về địa phương, thu hút thanh niên ưu tú đến làm việc tại Cà Mau, xây dựng cơ chế đối thoại với thanh niên hàng năm. Trước đó, đoàn giám sát Ban Bí thư Trung ương đoàn cũng đã có buổi làm việc với huyện U Minh liên quan đến nội dung này. Trước đó, vào sáng nay, Trường Chính trị tỉnh Cà Mau khai giảng lớp bồi dưỡng cấp ủy cơ sở khóa 3 năm 2022 cho 103 đồng chí là Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Dự và phát biểu tại lễ khai giảng có Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Trung Việt. Trong thời gian 4 ngày, các học viên sẽ được các giảng viên truyền đạt 8 chuyên đề về cấp ủy lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, công tác của bí thư, phó bí thư đảng ủy cơ sở, chi bộ cơ sở, cập nhật thông tin, những vấn đề quan trọng, vấn đề mới, thực tế lĩnh vực nội chính, lĩnh vực tuyên giáo, xử lý tình huống trong công tác xây dựng đảng ở cơ sở hiện nay, quan điểm, mục tiêu, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác dân vận, góp phần hoàn thành các mục tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ 16. Nhiệm vụ công tác đảng viên ở cơ sở và cấp ủy tổ chức sinh hoạt đảng bộ chi bộ cơ sở, cấp ủy cơ sở với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn hiện nay. Phát biểu tại lễ khai giảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Trung Việt nhấn mạnh, lớp bồi dưỡng lần này sẽ tập trung bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cho bí thư, phó bí thư, chủ tịch trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền ở cơ sở. Với ý nghĩa và tầm quan trọng đó, đồng chí Hồ Trung Việt lưu ý các học viên phải học tập nghiêm túc, chấp hành tốt các quy chế của lớp học. Theo kế hoạch, trong năm 2022, Cà Mau sẽ mở 7 lớp bồi dưỡng với 1.500 đồng chí cấp ủy đảng ở các xã, phường, thị trấn tham gia. Chiều nay, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quốc tế và Đối ngoại Nhân dân Việt Nam Phan Anh Sơn dẫn đầu đoàn công tác có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau. Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Luân. Tại buổi gặp gỡ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Luân bày tỏ sự quan tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam dành cho những chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Chỉ tính riêng giai đoạn 2019-2022, toàn tỉnh đã tiếp nhận mới 27 khoản viện trợ với tổng giá trị gần 5,9 triệu đô la Mỹ, đã giải ngân trên 1,7 triệu đô la Mỹ. Dịp này, đồng chí Nguyễn Minh Luân tiếp tục đề xuất 71 dự án thành phần thuộc các lĩnh vực giáo dục, y tế, giải quyết các vấn đề xã hội, giao thông nông thôn, nước sạch, môi trường, phát triển nông thôn để Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam kêu gọi các tổ chức phi chính phủ nước ngoài viện trợ cho địa phương. Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn đánh giá cao những kết quả tích cực của tỉnh trong công tác đối ngoại nhân dân thời gian qua, đồng thời sẽ làm cầu nối vận động các nguồn vốn đầu tư để hỗ trợ địa phương trong thời gian tới.
Đồng chí Phan Anh Sơn cũng đề nghị Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau chủ động, linh hoạt hơn trong vận động, thu hút viện trợ phi chính phủ nước ngoài, tăng cường tiếp cận các tổ chức phi chính phủ có tiềm năng để quảng bá hình ảnh địa phương và kêu gọi các khoản viện trợ đầu tư cho phát triển kinh tế xã hội. Sáng nay, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau phối hợp với Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 2 tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ điều tra xử lý hình sự trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng cho 40 công chức viên chức là lãnh đạo và cán bộ nghiệp vụ thanh tra pháp chế tại các đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau. Trong 10 ngày, các học viên sẽ được tiếp thu và nghiên cứu một bộ luật, 5 nghị định, một thông tư chuyên ngành và những kiến thức mới về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp, những quy định của pháp luật hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp, kỹ năng lập hồ sơ các vụ vi phạm và nghiệp vụ điều tra hình sự trong lĩnh vực lâm nghiệp, phương pháp xác định vi phạm pháp luật và thẩm quyền xử lý trong lĩnh vực lâm nghiệp. Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm góp phần nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho lãnh đạo các đơn vị cán bộ làm công tác thanh tra pháp chế tại cơ sở, nắm chặt các quy định trong việc lập hồ sơ ban đầu đúng trình tự thủ tục hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an, viện kiểm sát nhân dân cung cấp để thực hiện các hoạt động điều tra, xác minh các vụ vi phạm pháp luật hình sự trong lĩnh vực lâm nghiệp xảy ra trên địa bàn. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thời điểm này các địa phương đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức của người dân trong công tác phòng chống bệnh dại. Bên cạnh công tác tuyên truyền, nhận thấy tình hình bệnh dại đang diễn biến phức tạp, nhiều hộ nuôi chó mèo đã chủ động đưa đàn vật nuôi đi tiêm vaccine theo quy định. Mặc dù ở xã Khánh An, huyện U Minh, nhưng chị Trần Ngọc Hân thường xuyên lên chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh ở thành phố Cà Mau để chăm sóc thú cưng của mình. Gia đình chị hiện nuôi 3 con chó. Ngoài việc nuôi nhốt chó theo quy định, chị Hân còn đặc biệt tuân thủ lịch tiêm vaccine phòng bệnh dại theo định kỳ cho đàn vật nuôi. Ở đây ở trong nhà, không ở trong chuồng, nuôi trong bằng chuồng. Đúng định kỳ vậy đó, phải đi tiêm. Con chó nhà mình đều tiêm vaccine phòng dại đó sao? Có luôn, phòng dại trên. Là mình theo của bác sĩ nè, có sổ đó thì bác sĩ tiêm, mình đem lại mình tiêm cái gì thì mình tiêm cái đó. Không chỉ ở thời điểm bệnh dại diễn biến phức tạp mà kể từ 2 năm trước, chị Phạm Thảo Quỳnh ở ấp Rau Dừa B, xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước đã chủ động đưa đàn chó của gia đình đi tiêm vaccine phòng bệnh dại theo quy định. Năm nay, đến thời gian tiêm nhắc lại, chị Quỳnh liên hệ chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh mua vaccine về để tiêm cho đàn vật nuôi. Cũng có nghe nói bệnh dại rồi đó, nên là đã tiêm được 2 lần, mỗi 1 năm thì tiêm lại 1 lần, tiêm nhắc lại 1 lần. Nên là năm nay là hết năm rồi, nên là đi ra mua lại tiêm. Tuốt ở dưới huyện nên không có ôm 3 con lên được, con nào con nấy nó cũng bự bự không à, tới 10 mấy ký rồi. Bữa hổm thì nghe người ta nói là nếu ở ngay chợ hoặc là ngay thị trấn thì hình như sẽ có người xuống tiêm hay sao á. Nhưng mà có em là ở trong vùng sâu nữa, chắc nghĩ không tới đâu. Nên thôi đi ra mua đi cho chắc, ăn về tiêm cho chắc. Cái cấp này cũng nghe nhiều ca bệnh dại quá. Dại á, thì đây là một cái bệnh là truyền nhiễm, nó lây giữa động vật và người. Đây là một bệnh là nguy hiểm, được Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn liệt kê vào cái danh mục là cái loại bệnh nguy hiểm. Khi mà con chó bị bệnh, chó mèo bị bệnh, nó cắn, nó liếm, cũng cả liếm thôi, không cần cắn, lên cái vết thương hở trên người ta thì virus nó sẽ tấn công vào cơ thể, mà nó tấn công vào cái hệ thần kinh. Do đó làm cho cái con người là bị bệnh dại, là nó bị cái thể thần kinh rất là nặng. Mà nói cái người bị chó dại cắn đã lên cơn dại thì cái tỷ lệ chết là 100%. Thì do đó khi chăn nuôi chó mèo, cái trước tiên á, là bà con phải là tiêm phòng. Cái thứ hai là phải cột xích lại, đi ra đường là phải là gọ cái mõm lại. Tiêm phòng chó dại á, là cái nó chỉ có vài chục ngàn thôi, gửi mấy chục ngàn trên một liều. Mà chúng ta tiêm phòng như vậy á, một lần như một năm sau mới tiêm nữa. Cùng với các giải pháp của ngành chức năng, ý thức của mỗi người dân trong công tác phòng chống bệnh dại sẽ góp phần hạn chế tối đa những ảnh hưởng của bệnh dại đối với con người. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa phân bổ 3.560 liều vaccine Moderna để tiêm mũi 2 cho trẻ từ 6 tuổi đến dưới 12 tuổi, đủ điều kiện tiêm chủng theo quy định. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Giám đốc Sở Y tế tiếp nhận, bảo quản, phân bổ, điều phối số liều vaccine cấp cho các đơn vị tại các huyện, thành phố Cà Mau, hướng dẫn Ban chỉ đạo các huyện, thành phố Cà Mau
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đúng quy trình, đảm bảo tiêm an toàn nhất. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với chính quyền địa phương quản lý đối tượng tiêm chủng, vận động học sinh đến điểm tiêm chủng, thực hiện cam kết đồng thuận của cha mẹ, người giám hộ cho con em tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau xây dựng và triển khai kế hoạch tiêm, lựa chọn các điểm trường và trạm y tế để phân bổ vaccine tiêm cho trẻ từ 6 tuổi đến dưới 12 tuổi tiêm mũi 2, đảm bảo an toàn, không để vaccine quá hạn sử dụng gây lãng phí. Đồng thời phối hợp với ngành công an thực hiện bổ sung đầy đủ mã định danh cho trẻ em. Thưa quý vị, hôm qua 23 triệu học sinh trên cả nước đã hân hoan tưng bừng trong ngày khai giảng năm học mới. Năm học này là một năm học đặc biệt, không chỉ vì một lễ khai giảng đầy hứng khởi sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, mà còn được xác định là năm trọng tâm triển khai nhiệm vụ đổi mới giáo dục ở bậc học phổ thông. Cụ thể, năm học 2022-2023, theo lộ trình đổi mới, chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 sẽ bắt đầu triển khai đối với các khối lớp 3, 7 và 10. Đặc biệt với các em học sinh lớp 10, đây là năm đầu tiên các em học theo chương trình đổi mới giáo dục với định hướng nghề nghiệp ở bậc trung học phổ thông. Các em không phải học 17 môn bắt buộc như hiện nay, thay vào đó chỉ học 8 môn và hoạt động giáo dục bắt buộc, trong đó có môn lịch sử. Bên cạnh đó, học sinh chọn 4 môn học trong 9 môn lựa chọn gồm địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, vật lý, hóa học, sinh học, công nghệ, tin học, âm nhạc và mỹ thuật. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đã có các chỉ đạo hướng dẫn cụ thể để địa phương, nhà trường triển khai việc lựa chọn môn học, chuẩn bị cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, nhất là đối với những môn học nghệ thuật lần đầu tiên được đưa vào tổ chức dạy và học. Cùng với việc đổi mới chương trình thì thiếu đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất cũng là những thách thức đang đặt ra cho ngành giáo dục trong năm học đặc biệt này. Sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau phối hợp với nhà tài trợ trao 8 suất học bổng cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vừa khó học giỏi tại huyện Nam Căn. Các em học sinh được nhận học bổng thuộc các trường Trung học cơ sở Phan Ngọc Hiển, Trung học cơ sở xã Lâm Hải và Trung học phổ thông Phan Ngọc Hiển, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng. Số học bổng trên do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau vận động ban từ thiện Xã hội Phật giáo tỉnh kết nối với công ty trách nhiệm hữu hạn giải trí Võ Tấn Phát hỗ trợ nhằm tiếp sức cho học sinh nghèo trong dịp đầu năm học mới. Sáng nay, đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Cà Mau có chuyến kiểm tra thực tế các cơ sở kinh doanh tiêu thụ bánh trung thu tại các điểm chợ trên địa bàn thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi. Qua kiểm tra thực tế 4 cơ sở hộ kinh doanh bánh trung thu cho thấy hầu hết đều tuân thủ các quy định trong kinh doanh thực phẩm. Tuy nhiên, chỉ số ít mặt hàng chưa rõ nguồn gốc xuất xứ, đoàn tiến hành lập biên bản nhắc nhở không được phép bán ra thị trường nhằm đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng trong dịp Tết Trung Thu năm nay. Nhằm góp phần kiềm chế tai nạn giao thông sau dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 và khai giảng năm học mới, thời điểm này đội cảnh sát giao thông trật tự cơ động công an huyện Ngọc Hiển mở đợt cao điểm tăng cường công tác tuần tra kiểm soát tại các địa bàn trọng điểm, đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho người dân đi lại an toàn và thuận lợi. Xác định dịp trước, trong và sau lễ Quốc khánh 2 tháng 9 và khai giảng năm học mới 2022-2023, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông sẽ tăng lên. Nhận định được tình hình trên, lực lượng cảnh sát giao thông, công an các huyện phối hợp với ngành liên quan tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông, địa bàn trọng điểm, kiểm soát chặt chẽ các bến bãi vận chuyển, phương tiện đưa rước khách với mục tiêu không để xảy ra tai nạn và ùn tắc giao thông. Đối với tôi là chạy xe đảm bảo an toàn giao thông là chạy không quá tốc độ, không lạng lách đánh võng với chở quy trình, chở hàng hóa rồi an toàn giao thông. Giấy tờ bằng lái với cặp quẹt với đăng kiểm đồ với bảo hiểm xe đồ đủ thời hạn với hợp đồng vận tải kinh doanh đồ với bằng lẻ thẻ lái xe đồ cho đầy đủ cho tài xế là an toàn giao thông. Cùng với công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông còn tuyên truyền pháp luật về giao thông đường bộ, những kỹ năng cần thiết khi tham gia giao thông, nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông, nhằm cảnh báo, nhắc nhở người tham gia giao thông thực hiện đúng các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Từ đó, tạo chuyển biến về ý thức chấp hành, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, nhất là các lỗi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông,
như điều khiển phương tiện có nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, không có giấy phép lái xe. Mình đi ở Sài Gòn về, nhưng mà là mượn cái xe này của ông già cho nó, bữa nay đi xuống này làm giấy chứng minh. Thì mình nghiêm chỉnh chấp hành, tức là đường bộ, tức là cảnh sát giao thông mình cho bao nhiêu thì mình chạy như ở đây. Anh đi anh xới, không có dòm được cái đường này, cái đường bự thì mình để ý được. À, thì tham gia giao thông thì mình chạy tốc độ quy định rồi không lạng lách khi uống rượu bia. Trong khi uống rượu bia thì mình không nên tham gia giao thông. À, em tuyên truyền gia đình khi đúng chạy đúng tốc độ quy định của nhà nước đã đưa ra thôi anh. Mục đích là bảo đảm an toàn cho tính mạng và tài sản. Thông qua công tác tuần tra kiểm soát đã chủ động nắm tình hình ở các tuyến đường, địa bàn phức tạp, trọng điểm có nguy cơ mất an toàn giao thông để kịp thời kiềm chế tai nạn và ùn tắc giao thông, nhất là những giờ cao điểm. Với quyết tâm kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương, từ đầu năm đến nay, Công an huyện Ngọc Hiển phối hợp với các xã thị trấn tổ chức tuần tra trên 1.094 cuộc, qua đó lập biên bản hơn 810 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử lý 714 trường hợp với số tiền trên 1.600.000.000 đồng. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông cũng như là đảm bảo cho cái người dân để tham gia giao thông được an toàn và thông suốt, thì lực lượng cảnh sát giao thông trật tự cũng như là phối hợp với thanh tra giao thông để tuần tra kiểm soát, vừa là đảm bảo trật tự an toàn vừa cũng là xử lý những cái trường hợp mà vi phạm, mà những trường hợp vi phạm đó là nó có tiềm ẩn gây cái tai nạn giao thông đó. Thì là để thì qua đó thì cũng là tham mưu cho ban an toàn giao thông của huyện là đi kiểm tra các cái bến bãi, các cái phương tiện là phương tiện xe khách cũng như là các cái bến thủy là đưa rước khách mà trên đường thủy, đặc biệt là cái các cái phương tiện mà chở khách du lịch ở dưới cái khu mà xuyên rừng của khu vực đất mũi, thì kiểm tra tất cả các cái điều kiện của người điều khiển phương tiện cũng như là điều kiện của phương tiện để đảm bảo là vận chuyển hành khách được an toàn. Nhờ thực hiện các giải pháp đồng bộ quyết liệt nên dịp nghỉ lễ 2 tháng 9 vừa qua, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông tại huyện Ngọc Hiển được giữ vững, đảm bảo an toàn. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.